Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Live Vlogs. Đây là cái series, là cái video mà mình sẽ làm duỗi tóc. Thì những cái video trước là mình đã xức thuốc rồi, hướng dẫn các bạn là xức thuốc như thế nào, rồi kiểm tra tóc. Và bây giờ mình xả xong là mình gội đầu xong rồi bắt đầu mình kéo tóc cho nó thẳng đó các bạn. Thì hồi nãy giờ là mình kéo sắp xong rồi, chỉ còn một khúc ở trên đây nữa là xong rồi các bạn. Trên đây nữa là xong rồi, thì bây giờ mình sẽ ấy video để cho làm video để cho các bạn cùng xem luôn nha. Cái này á là mình do mình làm như vậy á để cho mồ hôi cái cổ nó đừng có thấm vô cái tóc á, tại vì khi mình duỗi như này mồ hôi nó đổ ra á, cho nên mình phải làm như vậy ha. Ok, và mình bắt đầu nha các bạn. Thì đó, với cái phần này thì phải kéo cho kỹ xíu. Nói chung kéo tóc cũng rất là cực các bạn, rất là cực nha. Nhưng mà làm đẹp thì giờ thấy chỉ khó thôi chứ sao giờ. Mình sẽ kéo đó, cho nó thẳng ra ha. Rất là nóng các bạn. Chỉnh cái cây này lại một miếng được. Rồi, xin chào các bạn, và bây giờ là mình duỗi sắp xong rồi nha. Bây giờ đó, bây giờ mình sẽ duỗi xung quanh, mình kéo xung quanh nữa là ok rồi ha. Rồi sau đó là mình sẽ xức thêm một cái hũ thứ hai. Hồi nãy là mình xức hũ thứ một, cái video đầu tiên là mình đã xức cái hũ số 1 rồi đúng không? Thì bây giờ kéo xong hết rồi, bây giờ mình sẽ xức tiếp cái hũ thứ hai ha. Để mình kéo sơ sơ một vòng nữa là xong rồi đó các bạn.
Đó, mình kéo xung quanh nữa là ok. Đó, các bạn thấy là như là cái cọng tóc nó bóng rồi đó. Đó, nó bóng ra rồi thì nó là ok rồi nha các bạn. Thì nói chung cái này á, cái phần kéo này các bạn kéo càng lâu thì càng tốt, thì cái cọng tóc thuốc nó sẽ ngấm vô đó, là cái làm cho cái cọng tóc bạn nó thẳng đó, nó thẳng như vậy thì tốt ha. Cho nên là các bạn cứ kéo thoải mái, cái phần này kéo càng nhiều thì càng tốt thôi ha. Rồi ok, và bây giờ là mình đã kéo xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ chải lại, chải cho nó tóc nó lại một cái nó đều lại ha. Rồi sau đó là mình sẽ trét thuốc, là mình sẽ qua một cái video tiếp theo nữa, đó là mình sẽ trét cái phần thuốc cái hũ số 2 lên để cho các bạn cũng xem ha. Đây đó, chỉ xong rồi đó. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ làm video tiếp theo, đó là video trét thuốc lên, trét thuốc một cái hũ thứ hai nữa ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha.